Alo. Anh đứng nghĩ anh đứng nghĩ. Dạ. Em là Đinh Đinh Văn Chính ở tỉnh Kiên Giang. Dạ. Dạ. Anh em có coi mạng của anh á, có cái cô mà Ngọc Ngọc Hảo á. Dạ. Ngọc Hảo mà có tật á, Dạ. tật hai giò. Rồi em á thì nói thiệt, em có vợ vợ mất năm nay nó 9-10 năm rồi, Dạ. rồi tính kiếm một người đấy mà em cái vợ em nó cũng có tật, nó cũng mà đều đỡ đi được, đi đi làm công việc được. Dạ Tốt quá, ấy tốt quá. dạ Em rồi biết khi rồi nào. em muốn kết nối với anh, Dạ. em muốn kết nối với anh, Dạ. em nhờ anh chuyển lời giùm. Dạ. Dạ Rồi anh sinh năm bao nhiêu rồi năm nay bao em nhiêu? em sinh sinh năm 65, Sinh năm 65 rồi năm nay bao nhiêu cơ? năm nay ba năm 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 bảy. À năm nay 57. Dạ. Dạ Rồi gắn có cũng mấy đứa gắn, con? Có mấy đứa con anh? em ba đứa con mà nó có chồng có vợ hết rồi, hai hai đứa gái, thằng À. trai nó có vợ ở trên Bình Dương, nó làm ở trên người nó có vợ trên, còn À hai đứa gái gả hết rồi. Dạ à gả hết hai đứa con gái. giờ giờ ở nhà có nên nè. À ở nhà mình dạ thì cũng muốn có người vợ để về hủ hỉ cho vui, rồi dạ nhưng dạ mà đôi khi dạ dạ thì lúc đau lúc bệnh này kia có nhau ha. dạ 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 đúng À vậy hay quá, vậy để Vĩ chuyển lời. dạ À, ở Kiên Giang anh ha. dạ em ở Kiên Giang. Anh muốn biết xã huyện rồi đó, huyện xã rồi luôn không, Dạ cho em biết luôn. nói đi anh. Dạ em ở huyện Vùng Điền, xã Vĩnh Thạnh, ấp ấp Vĩnh Thạnh, tổ tổ 12. À Dạ dạ được rồi, thì để Vĩ kết nối, Vĩ sẽ trao đổi cái việc này lại cho cô Hảo hay. dạ 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 Nhi, anh làm được em cảm ơn anh nhiều lắm dạ thì em cũng không biết ha. có được không, trước mắt là thấy Dạ cho ích lợi cho đôi bên là tôi bị vui rồi, thì để tôi bị thử. dạ 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 ok anh. rồi rồi Dạ 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 có Nhi gì thôi em ha anh. liên lạc lại nhanh nha. Dạ. Dạ. Alo. Dạ em nghe nè anh. Rồi em nghe cái cuộc gọi gọi bên Zalo chưa? Dạ em mới mở rồi, Em nghe mới rồi. nghe À rồi. em nghe rồi phải không? Dạ À dạ rồi dạ rồi dạ anh khỏe hả? anh khỏe rồi, em có muốn anh kết nối với người đó không? Dạ Cái này mình nói nghiêm túc anh. á. Ừ, mình nói nghiêm túc chứ mình đừng có ngại này kia, cái này chuyện nghiêm túc mà, chuyện xây dựng gia đình thì như em thấy đó, người ta nói vậy đó, rồi nếu mà em đồng ý thì anh kết nối cho hai người có thể một ngày nào đó gặp nhau. Lên được không? Rồi, dạ, rồi em đi không được. À, Em đi không được. tất nhiên là người ta tới nhà em rồi. Tất nhiên là người tới tới Dạ. nhà em, tất nhiên là người ta tới nhà em rồi. Rồi bữa Dạ. nào bữa nào đó vậy là anh hẹn người ta ha, anh hẹn người ta thì dẫn người ta lên nhà em chơi ha, còn cái chuyện sau đó thì thế nào thì cũng không ép em, có nghĩa là em thấy thích đó, em thấy hợp nhau thì là hai người tiến tới, còn nếu ví dụ như mà không hợp thì thôi cũng không có gì cả. Dạ rồi anh gọi cái anh á như tới. Ủa hồi nãy em có nghe cuộc gọi không? Dạ có, em mới bắt lên rồi nghe. À, hình như năm 56 hay gì đó, 56 hay gì đó. Dạ Ừ. rồi rồi cái anh nó đi được không? Anh đó đi bình thường, à, anh đó cũng hơi có tật thôi, rồi có ba đứa con mà ba đứa con đó lập gia đình hết rồi. Thì cũng khỏe rồi, bây giờ chỉ có ảnh một mình nữa thôi, thì ảnh thấy cũng muốn xây dựng gia đình để đôi khi thì lúc vui buồn đau bệnh này kia có nhau vậy đó. Dạ. Thì em đồng ý thì bữa nào anh sẽ dẫn anh đó lên nhà em chơi. Dạ. Là... dạ. Rồi, người anh ăn sáng chưa? Anh cũng bây giờ mới ăn sáng nè. À, thì Dạ. hồi sáng nay thấy anh Tuấn ảnh gọi cho anh vậy đó, thì anh gửi cuộc gọi đó cho em nghe.
Thôi em đặt xem sợ quá à. Sợ sợ gì? Dạ. Sợ gì nè? Dạ. Nhưng em đi không được rồi, em sợ quá à. Em sợ vì người ta có thương em thật lòng không á. Cái đó thì thật ra anh không có biết, mà trước hết thì anh thấy ảnh có thiện chí với em đó, anh có thiện chí thì anh mới gọi vậy. Thì còn cái chuyện là có thật lòng hay không, hay là có đối xử tốt hay không, thì cái chuyện đó thì hai bên có thể có thời gian để tìm hiểu về nhau, rồi coi đôi bên có hợp nhau hay không. Chứ còn cái chuyện đó anh không có bảo đảm trước được. Đó là anh nói thiệt. Đối với một người lành lặn, đẹp đẽ này kia cũng vậy, chứ làm sao mà bảo đảm được rằng họ sẽ yêu nhau lâu bền hay là thế nào đó thì anh chưa có biết. Nhưng mà anh thấy cuộc sống của em, theo như em nói đó, em cũng chưa có bao giờ có người yêu, rồi em không nghĩ tới vì em tật nguyền này nọ, rồi thấy cũng thương. Rồi anh Tuấn thì anh thấy vậy thì anh cũng thương. Thì rồi anh cũng không biết là cái chuyện là hai người sẽ đi tới đâu, nhưng mà trước mắt là thấy anh Tuấn ảnh có cái nhã ý đó. Thì như anh nói với em là nếu mà em đồng ý thì anh sẽ hẹn với anh Tuấn một ngày nào đó, anh với anh Tuấn lên nhà em chơi. Dạ. Dạ. Em anh và ẩm anh lên đó, rồi em kể mẹ em nghe. Em mừng mất sừng luôn. Em ơi, cảm ơn anh nhiều lắm á. Dạ. Có gì làm được cho mọi người vui thì anh cũng có niềm vui trong đó. Dạ. Rồi trên tinh, trên tinh thần vậy đi, thì anh để anh báo anh Tuấn cho ảnh mừng là em muốn nhắn gì để anh nhắn này, ví dụ như nhắn ảnh lên chơi hay là nhắn sao đó để anh biết được anh nói chứ. Mà sao em luôn quá à? Từ từ đi anh nói. Em cũng không biết nói làm sao nhờ. Rồi vậy thôi, thì để anh lựa lời anh nói ha. Thì cũng nói là anh có cho em nghe cuộc gọi của anh Tuấn rồi. Rồi có dịp thì anh Tuấn lên nhà chơi, lên nhà em chơi. Anh cứ nói vậy ha. Dạ. Yeah. Nói vậy được không em? Dạ. Dạ được. Được, ok. Được, được, chứ đừng có cười. Ổn ẻn quá, lớn rồi mà bây giờ lớn rồi đâu có ngại gì nữa. Dạ. Dạ. Ok, vậy thì có gì anh báo em nha. Dạ. Rồi, em chào. Bye bye nha. Rồi chào em. Dạ em nghe. Cái anh Tuấn ở dưới Kiên Giang đó, anh muốn xin số điện thoại của chị, của chị Hảo á. Dạ. Vị cho ảnh số có được không? Rồi em biết anh nhắn cho đi, không cho gì ai biết anh à. Số của chị mà, số của chị Hảo thì phải hỏi chủ nhân có cho thì vị mới nhắn qua mà. Không cho thì thôi chứ vị làm sao dám. Anh xin, dạ. Anh xin, anh hỏi là nói hỏi chị Hảo là anh muốn xin số điện thoại rồi hỏi thăm chị có được không? Dạ, rồi sao anh không kêu ảnh gửi hình qua anh, rồi anh gửi hình qua cho em coi thế rồi? Thì cái đó hai bên nói chuyện với nhau, chứ bởi vì vị đơn nhiều việc, vị đâu có thời gian đâu mà để mà làm cái điều đó với hai người, để mà kết nối qua kết nối lại, hai người trực tiếp nói chuyện với nhau nha. Vị nếu vậy thì nếu không có gì trở ngại thì vị gửi cái số điện thoại của chị Hảo qua cho ảnh ha. Dạ anh ơi, rồi cái địa chỉ ảnh điện cho em rồi em sao em dám nói chuyện. Em luôn quá à, hồi đó giờ em không biết nói chuyện. Thì... hồi đó giờ em không biết nói chuyện. Thôi cái đó là vị không biết, vị không có biết đường dạy, vị không có biết đường dạy cái chuyện đó. Rồi hai bên nếu mà chị đồng ý thì vị nhắn số điện thoại qua cho ảnh nha, ảnh đang còn chờ đó. Nên là nếu chị đồng ý thì vị nhắn qua, chứ vị bây giờ vị đang lo công việc đấy này, vị không có thời gian để trò chuyện nhiều. Vậy đó hả? Em biết sao giờ? Thấy nghe vậy okay. em nghe lại anh, em nghe lại anh nha. Ok thì đôi bên cứ nói chuyện với nhau thôi chứ còn em nghe lại nha. Tiếp theo nữa thì vị không biết nha, để vị nhắn cái số qua cho ảnh ha. Dạ. Vậy ha. Dạ. Vị chào dạ, chị dạ, ha. Dạ. Mà nay về sau kêu bằng chị nha, không kêu bằng em nữa, người ta nói kìa. Người ta thôi. Ở trên mạng người ta nói vị kỳ quá, chị Hảo lớn tuổi mà kêu bằng em thấy kỳ quá.
Thôi anh kêu đại đi em, chứ em kêu anh bằng anh quen rồi, em kêu bằng tên không được. Thôi thôi được rồi, để chị muốn kêu sau đó gì kêu nha. Để vậy chị dạ ha. Rồi rồi chào chị nha. dạ dạ bye bye anh.